3 năm ròng rã, một chiếc xe máy, 7 châu lục, 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, 1.111 ngày, 80.000 km, gần gấp 2 lần chu vi trái đất, 200.000 tấm ảnh. Đó là những con số ấn tượng trong suốt hành trình du lịch vòng quanh thế giới bằng xe máy của Trần Đặng Đăng Khoa. Cô lết lết cũng tới được chỗ này là cái Hollywood Town, thì có cái con đường là đại lộ danh vọng, là Walk of Fame, là cái chỗ mà khắc dấu tên mấy người mà nổi tiếng ở đây, chạy Lambo, Guinea đồ, Ferrari đồ, Aston Martin mà giờ chạy Honda Way mới là siêu xe. Đến nay con đi được hơn nửa chặng đường rồi, đến nay chắc có được 8-9 nước vậy rồi. Tự nhiên thèm đồ ăn mẹ nấu quá trời rồi. Cách chuột lóc pho tổ rồi, cách chơi chiên xù. Nhưng mà không sao, mỗi ngày nó đều cuốn mình đi mà, nên đôi khi cũng hơi bị hụt hẫng một chút, nhưng mà không sao. Nên nếu mình đã xác định đi thì mình có những cái mình sẽ bị mất đi, nhưng mà mình phải chấp nhận. Nếu như mình thực sự mình muốn thì mình cứ theo đuổi nó thôi. Yên tâm nha. Vượt qua những thử thách và giới hạn của bản thân cần nhiều dũng cảm. Chàng trai trẻ cùng câu chuyện của mình đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ và tích cực truyền đi thông điệp: đừng trì hoãn cuộc sống và luôn sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Wow. Tôi phải dành một tràng pháo tay để ngưỡng mộ chàng trai trẻ ngồi trước mặt mình. Không biết là quý vị cảm thấy như thế nào với riêng cá nhân của Khang thì xem những hình ảnh này nổi da gà. Tại vì bản thân mình thích đi du lịch lắm quý vị. Nhưng mà nhìn anh chàng này đi là ngưỡng mộ. Tại vì sao? Anh đi bằng một cái chiếc xe máy với hành trình là 1.111 ngày. Và xin được giới thiệu đó chính là Phượng Thủ Trần Đặng Đăng Khoa. Vâng. Cảm ơn Khang. Và cô nàng xinh đẹp ngồi kế bên chúng tôi ngày hôm nay cũng chính là nữ ca sĩ Minh Hằng. Một người mà dám nghĩ, dám làm, dám thực hiện ước mơ của mình. Khoa ơi, thật ra là bây giờ có nhiều bạn trẻ của chúng ta thích làm nhiều thứ lắm. Nhưng mà các bạn cứ sẽ nghĩ là thôi thôi để đó đi, ngày mai mình cũng sẽ làm được. Cho nên là tôi muốn hỏi bạn, cái việc mà từ cái việc mà bạn suy nghĩ mình đi nhiều nước như vậy, đến khi mà mình biến cái ước mơ, biến suy nghĩ của mình thành hiện thực này, nó trong thời gian là bao lâu? Và cái điều gì đã khiến cho bạn đủ dũng cảm để bạn thực hiện ước mơ đó? Mình đã từng ở một cái giai đoạn đó thì cũng mơ nhiều thứ, nhưng mà vấn đề là sao? Cái giấc mơ lớn nhất của đời mình là đi một cái chuyến đi không hẹn ngày về, không cần biết nó sẽ ngày mai sẽ ở đâu, sẽ chấp nhận tất cả các rủi ro giống hệt như những cuộc hải hành của những cái nhà thám hiểm vĩ đại ngày xưa. Thì giấc mơ đó đã theo mình từ nhỏ lắm rồi. Thì sau những cái năm dài làm đằng đẵng ở văn phòng thì cứ đi rồi về, đi những chuyến đi rất là ngắn, thì nó không phải là mình mới thấy là cái giấc mơ mình càng lúc mình càng lớn tuổi thì sức khỏe mình sẽ càng bị giảm đi. Thì nếu như mình không làm nó ngay lập tức thì nó sẽ không bao giờ có thể thực hiện được nữa. Thì đến cái lúc mình 30 tuổi thì mọi người hay nói là em ơi, có như 60 năm cuộc đời đúng không? Thì 30 tuổi giống như là đã đi, đúng rồi, đã đến bắt đầu là đi qua bên kia con dốc cuộc đời rồi. Thì mình mới quyết định là thôi, bây giờ là sẽ bỏ qua tất cả mọi thứ, sẽ tạm gác lấy cuộc sống văn phòng này thì mình phải thực hiện nó thôi. Nếu mình không làm thì sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Thế thì tôi muốn hỏi ở đây cùng một câu hỏi cho cả Minh Hằng và cho cả Khoa là điều gì đã thôi thúc các bạn từ cái việc thích biến nó thành cái việc làm,
và từ cái làm đó trở thành một cái đam mê của mình. Hằng nghĩ là khi mình thực hiện ước mơ, mọi người đã gọi là ước mơ, thì điều đó rất là to lớn và đôi khi nó là hơi quá với lại khả năng của mình. Nhưng mà ai cũng nghĩ là ôi thôi quá quá thì chắc không ai dám làm cả. Thật sự là em nghĩ là để làm được những ước mơ đó, điều đầu tiên nhưng mà nó là phải có đam mê. Thật sự rất là đam mê thì mình mới có thể gắn bó lâu dài được. Và khi mà mình mệt mỏi thì cái đam mê đó nó làm cho mình phải trỗi dậy. Có mệt, thực sự có mệt nhưng mà mình sẽ không buông. Thì một trong những cái điều mà em nghĩ là phải có đam mê thì mới có thể được dẫn lối cho mình đi được. Có những lúc trông trên, có những lúc chập trùng nhưng mà mình sẽ được dẫn lối. Giống như anh, em thật sự em rất là ngưỡng mộ anh. Hơn 1000 ngày mà đi một mình như thế. Lúc anh có cô đơn không? Có chứ, chắc chắn. Một mình trên con đường lớn, đẹp, mình muốn chia sẻ với người thân của mình nhưng mà không có ai. Hoặc là những lúc mình lạnh, những lúc mình nóng như thế nào thì chắc chắn là những lúc nó cực kỳ cô đơn. Nhưng mà chỉ có sự đam mê mình giúp mình có thể vượt qua. Không, thật sự là nãy giờ là em cảm xúc giống chị Hằng đã rất là ngưỡng mộ và không hiểu làm như thế nào mà một người đàn ông mà có thể đi một cái hành trình lâu dài một mình như vậy. Không biết là cái chặng đường của anh đi như vậy là mình có lên kế hoạch rất là lâu từ trước hay không, hay là mình chỉ cứ bước đi và thôi. Về cơ bản thì cái chuyến đi đúng theo tinh thần là không hẹn ngày về, là không biết ngày mai mình sẽ tới đâu, mình sẽ gặp ai, sẽ có chuyện gì xảy ra. Thì qua một loạt những cái chuyến đi trước giờ trong 10 năm thì mình đã đủ kinh nghiệm, thì mình nghĩ là mình sẽ xử lý được. Thì cũng giống như nãy Hằng có nói thì cái bản chất con người là họ thích sống trong một cái vòng an toàn. Thì vấn đề của mình khác với các bạn trẻ khác chỉ dám suy nghĩ mà không dám đi là sao? Là có thể là vì cái đam mê của mình nó quá lớn. Trong cái hành trình đó cái điều gì mà nó xảy ra mà kinh khủng nhất? Và lúc đó anh cảm thấy là chỉ muốn đi về và chỉ muốn đi về. Anh có gặp chuyện đó không? Có chứ. Có thì, đúng không? Thì Hằng nói đúng, thì có rất là nhiều chuyện xảy ra mà. Nhưng mà cái rất là hay là tại sao 3 năm mình không hề bị bất cứ một cái tai nạn nào. Wow. Có nghĩa là có 3 cái không là không tai nạn, không bị bệnh bất kỳ lúc nào và không bị bất kỳ một cái vé phạt nào của những cái người. Tại vì mình đi rất đúng luật và mình rất là biết cách chăm sóc bảo vệ bản thân. Thì rõ ràng ở đây cái câu chuyện của bạn nó có 3 vấn đề. Thứ nhất là cái đam mê của bạn đủ lớn. Đúng. Người ta vẫn nói là giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Khi mà chúng ta làm cái điều gì đó thì giấc mơ của chúng ta đủ lớn thì chúng ta mới dám làm. Cái thứ hai là bạn là một người bản lĩnh. Bản lĩnh ở đây là có nghĩa là bạn không sợ cái điều gì bạn làm cả. Bạn cứ dấn thân bạn làm thôi. Và cái thứ ba là bạn là người may mắn. Còn đối với Hằng, một người mà làm nghệ thuật như vậy, cái khó khăn gì đối với người trẻ khi thực hiện đam mê và làm thế nào để vượt qua cái khó khăn đó? Thực sự là ai cũng phải có một chút may mắn cho những cái bước khởi đầu. Và cái chút may mắn đó làm cho mình có niềm tin hơn và nó dẫn lối cho mình nhiều hơn. Và thứ hai này anh nói là nãy mình nói rất nhiều, đó là đủ đam mê thì mình mới có thể dấn thân được. Và thứ ba nữa là bản lĩnh, chắc chắn. Mình phải có sự bản lĩnh, mình phải đủ sự kiên trì và đôi khi lì lợm. Và có rất là nhiều cái lời nói ngoài lỗ tai mình, nhiều lắm anh. Khi mà mình muốn làm cái này, mình làm cái kia, thì người ta nói là không được đâu, sẽ không được đâu. Sẽ có rất là nhiều lời nói là sẽ không bao giờ thành công đâu. Nhưng mà bản thân mình phải tin mình đã. Tại vì nếu như mình không tin mình, thì chắc chắn ở ngoài kia cũng sẽ không ai tin mình cả. Đối với những bạn trẻ đó thì Dung muốn nhắn gửi một cái điều rất là nhỏ thôi. Đó là dù các bạn không biết là mình phải đi về phía nào, nhưng các bạn hãy cứ tiếp tục bước đi. Bởi vì mỗi ngày mai thức dậy là một cái cơ hội để các bạn có thể vấp ngã và đứng lên lại. Tôi thích cái câu đó là tại vì các bạn còn trẻ, các bạn cứ sai đi, các bạn có thể làm lại và các bạn có thể bắt đầu lại với những cái sai đó của mình. Nhưng mà sai trong giới hạn cho phép nha, chứ không phải là sai đi luôn. Giống như hồi nãy chị Hằng nói là mình đổi mới nhưng mình phải có tính toán rồi, đúng không? Mình đi đến mà. Bây giờ một cái câu chốt lại hỏi hai bạn, có cái điều gì trong cái hành trình của các bạn đã nghĩ đến mà chưa làm? Và sắp tới sẽ dám làm hay không? Cái gì em cũng dám làm, nhưng có một điều em chưa dám làm, đó là lấy chồng. Đó là điều mà mình chưa dám làm, đó là duy nhất. Tại vì mình quá tham lam ở những cái thứ mà mình đang đam mê, nên mình chưa dám buông bỏ cái chuyện đó. Chưa, em còn trẻ lắm, em còn trẻ, em xinh đẹp lắm. Trừ cái chuyện đó ra đi, còn cái chuyện gì mà em nghĩ là em sẽ dám làm trong cái cuộc đời của mình hay không? Em nghĩ là chắc là một chuyến đi trải nghiệm giống như là anh Khoa. Thật sự em đi xe máy luôn hả hay đi xe đạp?
Xe đạp không biết anh đi 1.000 ngày, chắc em đi chắc 20.000 chưa tới đâu luôn. Vậy là một chuyến đi trải nghiệm theo kiểu phượt thủ đúng rồi, nghĩa. Kiểu phượt thủ em rất là thích, tại vì em thích là trải nghiệm lắm. Minh Hằng muốn giống anh Khoa thì giờ hỏi anh Khoa, không biết chắc có khi anh Khoa muốn làm ca sĩ giống Minh Hằng. Thì hồi nãy Hằng có nói là một cái mà Hằng chưa dám làm là lấy chồng, còn mình thì ngược lại, mình thì lại có một cái mình chưa dám làm là đi lấy vợ. Thưa quý vị, hai người này đang cùng suy nghĩ với nhau, mà người này hâm mộ người kia, người kia hâm mộ người này. Thôi tôi nói vậy thôi chứ tôi không dám đâu nha. Có lẽ trong mỗi người chúng ta thì không ai có thể biết được rằng ngày mai sẽ mang đến cho chúng ta điều gì. Có thể là thất bại, có thể là thành công. Thế nhưng mỗi người cần trang bị cho chúng ta một tinh thần thép, đó là phải biết đối đầu với khó khăn và chấp nhận thất bại. Với cái tinh thần này thì em cũng rất là mong chị Minh Hằng cũng như là anh Đăng Khoa có thể gửi gắm tới quý vị khán giả về cái kinh nghiệm của mình cũng như là cái tinh thần của mình trước những cái thất bại mà mình đã từng đi qua, được không ạ? Cuộc đời không ai biết trước ngày mai sẽ như thế nào, nhưng mà đó cũng là một cái rất là hay, một cái nét đẹp của cuộc sống, chứ là không biết con đường, những con đường giống như chuyến đi vừa rồi, con đường nó sẽ dẫn về đâu, phía sau cái khúc cua đó, phía sau cái rặng cây đó sẽ có cái điều gì chào đón mình. Nhưng mà đó là một cái sự duyên dáng của cuộc sống. Có thể có những cái người xuất hiện trên đời, đường đời sẽ làm mình rất là vui, hoặc là những người làm mình rất là buồn. Nhưng mà sao thì miễn sao là mình cứ hãy luôn vui, luôn tận hưởng cái cuộc sống, thì luôn tìm được cái niềm vui trong từng cái bước chân, thì những cái khó khăn thì nó sẽ không có gì để mình sợ hãi. Nó cũng là mỗi cái ngày qua đi nó là một cái niềm vui, một cái ngày mình còn sống trên cuộc đời để hãy tận hưởng nó hết sức là được. Yeah. Yeah. Còn đối với Hằng thì sao? Còn đối với em là ngày mai là tương lai, chắc chắn là một điều gì đó. Và những cái thành tựu ngày hôm nay của chúng ta không thể nào mang chúng ta đến tương lai được. Tại vì tương lai thì ai cũng muốn là mình sẽ cải tiến, và tất cả những thành tựu ngày hôm nay nó không là gì của tương lai. Nên là mình sẽ phải liên tục phát triển, luôn tiếp tục mà đòi hỏi cũng là nâng cao cái khả năng của mình. Nên em nghĩ là tương lai luôn là ngày mai. Các bạn ấy đã kể câu chuyện của cuộc đời mình và họ là minh chứng của sự dám nghĩ, dám làm. Thế còn các bạn đang theo dõi chương trình này thì sao? Hãy cùng với chúng tôi bắt đầu từ cái ý nghĩ của mình và biến nó thành hành động. Và bây giờ không gì tuyệt vời hơn thì cho phép tôi ngỏ lời với Minh Hằng nha. Tôi biết có một cái ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, nó nói rất là hay, là có lúc tôi gục ngã và tôi sẽ phải đứng dậy từ cái gục ngã đó. Không biết là Hằng có thể gửi tặng cho Khoa, cho Dung và cho quý vị khán giả được không? Một ca khúc mà Minh Hằng rất là yêu thích là ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi. Vâng, và ngay bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca khúc Những Điều Nhỏ Nhoi cùng với nữ ca sĩ Minh Hằng.